Chị ơi, chị à, ra đây. Nói con là vui lửa đi cháy. A ơi, A ơi. Đây là một công chúa từ ở trong lùm cây đi ra. Đây một người phụ nữ từ ở trong tòa lâu đài đi ra. Quay em chị Quỳnh Anh. Hôm nay Linh đi cùng với cô Kim Khôi với Quỳnh Anh đến để trao yêu thương ra hoàn cảnh của chị A. Trời ơi, cái bà này thiệt chứ. Khổ ghê vậy, đi đâu vậy? Chị tên gì? Tên Nguyễn Thị A. Nguyễn Thị A sinh năm mấy? 56. Sinh năm 1956 ở xã gì? Xã Tân Mỹ Chánh. Xã Tân Mỹ Chánh. À, đây hôm nay Linh Mỹ Tho xin đại diện quý mạnh thường quân là em Quỳnh Ngọc Dung gửi chị 10 ký gạo. Rồi đây là trong đây là có 200.000 của chị Nguyễn Thị Trúc Mai thông qua em Quỳnh Chí Hiếu nhóm Mỹ Tho xưa giờ nay 200.000. Còn 300.000 là của anh chị Kim Mai gửi chị A là 300.000 nữa, là tổng cộng 500.000 với 10 ký gạo. Đây, cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Làm gì chảy nước mắt? Thấy gì nhớ nè. Hả? Sao vậy? Thấy mái tóc thấy hai cảnh luôn. Ủa? Như vậy là đi ra đi vô rồi đi đường này đó hả? Đúng rồi. Sao bữa hổm thấy em chạy khóc kỳ vậy, rồi ta nhìn vô ta tưởng em quánh gì sao? Trời ơi trời, lâu gặp gì Linh quá, nay 2 năm rồi chứ bộ ít lâu. Hả? Đó. Tại vì không có quà chứ có quà đẹp xuống. Không có gì cũng gặp nhau cũng mừng, biết không? Tại lâu gặp quá, cô dì Dung em tức tới có 5 năm cái gạo. Cái hỏi gì Linh còn đi làm thiện mới còn. Trời lâu gặp gì Linh quá là luôn á. Có nói này gì vậy? Này gì vậy? À, chứ không phải cái lá nước dồi luôn á, chứ không phải nước dồi phải không? Không phải nhiều người nói nước dồi, nước dồi nó mà cũng tím. Vậy nãy tưởng thuốc dồi chứ.